Hôm nay thì mình Lâm sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần mềm cái công cụ vacuum selection của Festo. Thì mình là Lâm, TS, on-site service engineer tại văn phòng ngoài Hà Nội. Nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là sẽ là nguyên lý cơ bản ứng dụng trong các cái thiết bị tạo chân không của Festo. Phần thứ hai là sẽ là đi vào việc sử dụng cái công cụ vacuum selection của Festo. Và phần thứ ba là mình sẽ trao đổi giải đáp những thắc mắc. Đến với phần 1, mình sẽ giới thiệu qua về một cái nguyên lý mà mình sẽ ứng dụng trong các thiết bị tạo chân không của Festo cũng như của các hãng khác. Thì nguyên lý mình ứng dụng trong đây là nguyên lý Bernoulli. Ở đây nguyên lý Bernoulli thì cho chúng ta một cái công thức là 1 phần 2 rho V bình cộng rho GZ cộng với P sẽ là một hằng số. Tức là xét trên cùng một đơn vị thể tích tại hai vị trí khác nhau thì khi mà chúng ta áp dụng công thức này thì đều sẽ ra một kết quả là một hằng số. Ở đây thì các bạn cũng biết rồi, V sẽ là vận tốc, rho sẽ là trọng lượng riêng, G sẽ là gia tốc trọng trường, B là áp suất và Z sẽ là độ cao so với mực nước biển, đúng không ạ? Vậy thì nguyên lý này nó sẽ ứng dụng như nào đối với thiết bị của Festo? Ở đây mình có một cái ký hiệu cơ bản của cái thiết bị tạo chân không của Festo thì nó sẽ hoạt động như sau. Khí nén sẽ đi vào từ cổng số 1 qua qua đợi mình chút. Để mình lấy cái laser đây. Khí nén sẽ đi vào từ cổng số 1 qua một cái tiết diện được làm nhỏ đi. Thì nó sẽ phát ra ở cổng số 3. Sau khi đi qua cái tiết diện nhỏ này thì nó sẽ tạo ra một cái đường luồng khí kéo theo vào cổng số 2 và đi ra cùng với cổng số 3. Cái luồng khí kéo theo này nó sẽ gây ra cái lực hút và nó sẽ tạo nên cái ứng dụng là hút các vật thể, đúng không? Thì nguyên lý này nó hoạt động như nào thì ở đây mình sẽ đưa ra một ví dụ cho các bạn xem trước. Giả sử ở đây chúng ta có một cái đường ống dẫn khí nén, đúng không? Khí nén sẽ đi vào từ phía bên trái. Ở đây mình có tách một cái nhánh đường ống nhỏ đang bịt ở đây. Giả sử mà mình tháo cái bịt này ra thì theo các bạn thì khí nén nó sẽ khi mình đặt tay vào vị trí này thì khí nén nó sẽ hút tay mình vào hay là đẩy tay mình ra? Có bạn nào có câu trả lời Thì nó đẩy tay mình ra. không? Đúng rồi, nó sẽ đẩy tay mình ra. Vì sao mình vì vì sao nhỉ? Nó cái luồng khí số 1 nó đi vô thì nó chỉ có một cái chiều đó thôi. Còn cái chỗ số 2 nó đâu có cái gì đâu thì cái luồng khí nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Đúng rồi, nhưng mà trong các thiết bị khí nén của Festo ấy thì cũng là luồng khí số 1 đi vào và nó cũng cấu tạo gần như này. Đấy, nhưng mà nó chỉ khác một cái là ở đây vùng tiết diện của nó được làm nhỏ đi. Thì khí nén nó sẽ lại đi vào và kéo theo đi cùng với chiều số 3 đi ra ngoài. Nhưng mà trong trường hợp này ở đây rõ ràng mình biết ngay là nó cũng giống như việc đường ống của mình bị vỡ, đúng không ạ? Thì khí nén sẽ ở đây và hướng thoát ra ngoài. Thì cái này nó cũng là một lý thuyết cơ bản về vật lý. Như chúng ta biết là khí nén hay là chất lưu ấy, thì nó sẽ di chuyển từ vùng có áp suất cao ra vùng có áp suất thấp hơn, đúng không ạ? Hiện tại trong cái đường ống này chúng ta đang có luồng khí nén có áp suất lớn hơn 1 bar, mà áp suất ngoài khí quyển chỉ là 1 bar thôi. Do vậy là khí nén ở phía bên trong đường ống này nó sẽ lớn hơn khí nén không khí áp suất không khí ở phía bên ngoài. Do vậy là nó sẽ có xu hướng là di chuyển ra bên ngoài. Còn đến với các thiết bị tạo ra chân không thì nguyên lý nó cơ bản là nó sẽ
bó cái tiết diện này nhỏ lại. Từ đó thì nó sẽ tạo ra luồng không khí đi vào bên trong. Vậy thì chứng tỏ là khi mà chúng ta bó cái tiết diện này lại thì áp suất ở trong điểm này sẽ phải nhỏ hơn áp suất ở ngoài khí quyển, đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta sẽ áp dụng công thức Bernoulli, nguyên lý Bernoulli như sau. Ở đây chúng ta có khí nén khi đi qua đường ống này sẽ có vận tốc V1, qua cái tiết diện nhỏ này sẽ có vận tốc là V2. Thì theo các bạn thì vận tốc nào sẽ lớn hơn? Có ai có câu trả lời không ạ? Việt Nam mình Anh ơi, anh nói lại cái khúc chỗ này. Ở đây thì mình sẽ có khí nén đi vào đây đúng không ạ? Dạ. Tại điểm này nó sẽ có vận tốc là V1 và tại điểm này nó sẽ có vận tốc là V2. Dạ. Thì theo mọi người nghĩ thì vận tốc nào sẽ lớn hơn? Tôi nghĩ là V2 à. Cái này cũng giống như cái mình bóp tay vào cái vòi nước ấy đúng không ạ? Việc mình bóp tay vào cái vòi nước cũng chính là mình đang giảm tiết diện ở cái đầu này, thì vận tốc nó sẽ V2 sẽ lớn hơn. Vậy áp Yeah. dụng vào vào công thức Bernoulli thì chúng ta sẽ có, vì cả công thức này là một hằng số đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có công thức này áp dụng tại điểm này và giá trị sẽ bằng công thức này áp dụng tại điểm số 2. Mình nhìn vào đây thì mình có V2 lớn hơn V1 đúng không ạ? Hai cái thành phần rho gz này thì sẽ bằng nhau về cùng độ cao. Khi mà V2 lớn hơn V1 thì nó sẽ gây ra là V1 bắt buộc phải lớn hơn V2 để nó cân bằng công thức đúng không? Đấy, vậy là nguyên lý Bernoulli thì cho chúng ta thấy là khi mà khối lượng chất lưu di chuyển ở đây có áp suất là P, khi đi qua một tiết diện nhỏ hơn thì đồng nghĩa với việc là áp suất nó sẽ nhỏ giảm đi, và cứ đi qua một tiết diện nhỏ hơn nữa áp suất lại càng giảm cho đến khi mà nó nhỏ hơn áp suất của khí quyển, thì khi đó thì luồng không khí sẽ bắt đầu đi từ phía bên ngoài đi ở bên trong đúng không ạ? Theo nguyên lý là áp suất chất lưu sẽ di chuyển từ vùng có áp suất cao về vùng có áp suất thấp. Thì đây chính là nguyên lý của các thiết bị tạo chân không của Festo. Thì ứng dụng nó sẽ, đây mình sẽ tổng kết lại ứng dụng như sau. Với các thiết bị tạo chân không thì khí nén sẽ đi vào từ cổng số A. Sau khi đi qua cổng B tiết diện nhỏ hơn thì nó sẽ được khí nén sẽ được gia tốc. Cùng với việc gia tốc do đó thì tạo ra việc áp suất nó sẽ giảm đi, nhỏ hơn áp suất của khí quyển. Như vậy luồng không khí ở bên ngoài sẽ đi vào bên trong, sẽ bị hút vào bên trong và cuối cùng là được kéo theo đi ra phía bên ngoài cổng C đúng không? Cổng C thì mình có thể là một cổng trống hoặc là một cái giảm âm. Ok, về phần lý thuyết của cái việc thiết bị tạo chân không thì mọi người có câu hỏi gì không? Dạ không anh ạ. Ok, thế anh sẽ chuyển qua đến phần công cụ vacuum selection của Festo ấy. Mọi người biết mở cái công cụ này ở đâu chưa nhỉ? Dạ, em chưa anh ơi. Thường thì mình có thể search trực tiếp ở đây. Nhưng mà nếu mà máy tính cá nhân của mấy đứa thì chắc là không có. Chúng ta sẽ, mọi người có cài cái này chưa? Cài cái Festo Product chưa? Dạ rồi. Thì trong này sẽ có cái phần ở phần trang trang chính này, phần Home này sẽ vào cái phần Engineering Tool. Đây, Vacuum Selection Tool sẽ nằm ở đây. Và khi mình vào thì đây sẽ là giao diện giao diện đầu tiên. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ với một bài toán cụ thể thôi nhé. Sau đấy thì các bạn sẽ
Dựa vào bài toán của mình làm ví dụ thì mình có thể nghiên cứu tìm tòi ra những cái bài toán khác phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ok, trước hết thì trang đầu tiên sẽ là trang mà cho phép chúng ta lựa chọn cái vật thể ứng dụng của những cái thiết bị tạo chân không, thì dùng là sẽ để hút vật đúng không ạ? Hút hút vật, gắp vật từ vị trí này, thả vật từ vị trí khác, dùng khí nén. Ở đây chúng ta sẽ chọn đây là hình dạng của vật nhé. Ở đây mình sẽ ví dụ, nó có khá nhiều hình dạng nên mình sẽ ví dụ với hình dạng là hình hộp đi. Ở đây mình sẽ cho nó có chiều dài là 100, chiều rộng là 100 và bề dày là 10. Vật liệu mình sẽ để nó là nhôm nhé. Thì phần mềm sẽ tính toán cho mình biết là khối lượng của cái vật thể này luôn, dựa trên trọng lượng riêng đó. Phần này là phần cho phép mình, các bạn có nhìn thấy con chuột của mình không nhỉ? Thấy ha, thấy Rồi, rõ. giờ rõ. Phần này cho phép mình chọn cái hệ số ma sát giữa cái giác hút và vật thể của mình. Nếu mình chưa biết được số ma sát như nào thì mình sẽ có thể vào đây để tham chiếu. Phần mềm cũng đã tham chiếu cho mình một số những cái hệ số ma sát. Ví dụ mình có thể chọn giữa cái giác hút là vật liệu là gì này. Vật liệu của vật thể là gì này. Mình lấy ví dụ nhé. Đấy, thì nó sẽ cho mình là cái hệ số ma sát đề xuất tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu. Từ đấy mình sẽ điền cái hệ số ma sát phù hợp vào bên trong. Ở đây mình cứ mặc định, mình cứ để tạm là 0,0.5 đi nhé. Đến cửa sổ tiếp theo là cửa sổ mà mình sẽ lựa chọn những cái thiết kế lắp đặt những cái giác hút của mình. Ở đây có những thiết kế như là đặt một giác hút này ở vị trí trung tâm này, hai giác hút ở hai phía bên cạnh này, đặt giác hút ở các góc này. Đấy, có rất nhiều cách đặt này, đặt thẳng hàng với nhau này. Đây mình lấy ví dụ với việc đặt giác hút bốn giác hút ở một góc nhé. Đây mình sẽ đặt khoảng cách giác hút so với cái mép. Đây là khoảng cách giác hút so với nhau. Trong trường hợp mà mình đặt các giác hút thẳng hàng thì mình sẽ quan tâm đến thông số này, còn trong trường hợp này thì mặc định là các giác hút sẽ được phép đặt ở các góc rồi nên là phần này mình có thể bỏ qua. Rồi đến với cửa sổ tiếp theo thì chúng ta sẽ đến việc chọn cái giác hút. Ở đây thì phần mềm sẽ đề xuất những cái giác hút mà phù hợp, yes hoặc là no. Đấy, thì mình sẽ nhìn vào đây là mình cũng thấy ngay giác hút nào phù hợp, giác hút nào không phù hợp. Ở đây đang đề xuất cho mình tới 6.305 item. Và để mình lọc thì đây, Festo có đưa ra những cái bộ lọc ở trên này. Chúng ta có thể lọc bớt đi, ví dụ như chúng ta chỉ muốn chọn giác hút có đường kính là 10 thôi chẳng hạn. Mình skip vào đây. À, nó sẽ loại bớt những giác hút kích cỡ khác. Được, dòng tiếp theo là vật liệu của giác hút. Dòng tiếp theo là cơ cấu, kết cấu của giác hút. Có những một số kết cấu như là tiêu chuẩn này, extra deep này, hơi sâu một chút này, below là các tầng này đúng không? Đây có below 1,5 là 1,5 tầng này, 3,5 tầng này, và giác hút loại oval. Các bạn có biết là cái below này để tác dụng để làm gì không? Nghĩa là nó giảm chấm à. Một phần, và cái chính xác của nó là nó sẽ để bù và có thể nó một phần là bù góc. Cái này mình có thấy nó giống quen quen cái gì không? Ở nhà mình có dùng mấy cái vòi rửa bát mà nó có cái kiểu này không? Dạ không ạ. Ở
ở nhà anh nó dùng một cái vòi rửa bát ấy, nó kết cấu nó như này, thì mình sẽ khá là dễ là khi mà mình vặn vặn này đúng không, mình sẽ điều hướng nó này, hay là mình có thể bóp nó cho nó bẹp lại đấy, tức là ứng dụng cái này nó sẽ để mình cho mình bổ độ cao và góc một phần đó nhé. Đây đây thì mình có thể chọn để lọc bớt đi này. Đây, ngoài ra thì mình có thể chọn là cái bù độ cao. Bù độ cao thì mình biết rồi đúng không? Trong trường hợp mà vật thể của mình mặt phẳng nó không đồng đều, có chỗ cao chỗ thấp thì cái việc bù độ cao này sẽ cho phép mình bù độ cao cho các giác hút. E connection là có hai kiểu kết nối này, thì mọi người biết về hai kiểu kết nối này chưa? CK và QS. Đây là kiểu kết nối khí nén, ống khí nén đấy nhé. CK thì là sẽ là kiểu là mình sẽ kết nối theo đường kính trong của ống. Tức là ống mình sẽ cắm vào cái đầu CK đây. Thì ống của mình sẽ bao quanh cái đầu CK này. Đấy. Còn QS thì mình biết rồi đúng không? Ở văn phòng Hồ Chí Minh có workshop thì mình biết rồi đúng không? Là ống sẽ cắm vào trong phía bên trong của cái fitting này đúng không ạ? Thì sẽ có hai kiểu kết nối như vậy. Tiếp theo là suction cup holder. Suction cup holder thì nó sẽ là cái thiết bị để mà mình giữ cố định cái giác hút đấy. Đây có một số cái loại suction cup holder này. Suction cup holder thì đây, em sẽ có một cái ảnh minh họa cho mình. Đường mô tốc tố đúng rồi. Đó. Đây mọi người nhìn vào đây thì suction cup holder này nó sẽ là, đây là phần giác hút của mình này. Và đây sẽ là cái phần suction cup holder. Đấy, để giữ cái giác hút của mình. Khi mà mình dùng nhiều cái giác hút để hút nó vào thì mình có thể phải cố định chúng nó với nhau đúng không? Mình dùng cái suction cup holder này đấy để cố định lại. Tiếp theo là series của giác hút. Sorry Lâm, em quay lại cái phần xác định cấp holder thì mình chút xíu. Đây ạ. Thì mấy đứa coi cái phần xác định cấp holder phía trên á, cái phần HA với HB á, HLC thì cái xác định cấp holder như nãy anh Lâm anh chia sẻ là cái xác định cấp holder này mục đích là nó để nó cố định lại cái giác hút nha. Và cái nếu mấy đứa nhìn xuống cái HDL đó rồi HCL đó thì những cái xác định cấp holder nó có phần là gọi là compensator nữa. Compensate nữa có nghĩa là sao, nó giảm chấn. Thì trong trường hợp này nó có cái lò xo ở đây. Thì bữa trước bạn Phúc đã làm một cái ví dụ cho cách đã làm một cái giải pháp cho khách hàng đó, thì cái system cup holder này nó có tác dụng là nó giảm nó có lò xo trên đó, thì khi mà mình xuống mình hút cái vật cái mình đè xuống á thì cái phần compensate đó nó sẽ cái hộp lò xo nó sẽ đẩy cái lò xo trên cái system cup holder này nó sẽ đội lên và nó sẽ bảo vệ được cái những cái thiết bị ở phía trên nó không có chịu lực hoàn toàn. Tác động từ cái việc mà mình đè xuống một sắt và mình hút vật, mà một phần cái năng lượng cái lực nó sẽ tải một phần qua cái lò xo đó. À, cảm ơn anh Duy ạ. Và em tiếp theo đến mục tiếp theo nhé. Đây sẽ là những cái series của cái giác hút. Thì mình có những kiểu là series của VIS thôi thì nó sẽ là series cơ bản này thôi. Còn series ESG thì nó sẽ gồm giác hút và suction cup holder. Filter thì đây thì mình cho phép mình chọn là cái suction cup holder và cái giác hút đấy, thì mình có thêm cái chức năng lọc cho cái luồng khí âm đấy không? À, phần này thì ngoài phần bù chiều cao thì mình cũng sẽ có cái phần
bù góc nữa. Cái này sẽ để bù góc khi mà trong cái mặt phẳng của mình nó không đồng phẳng, nó bị nghiêng, thì cái bù góc này cho phép chúng ta là cái giác hút nó sẽ nghiêng và bù sai số của cái góc. À rồi, à, dừng chỗ đó anh chia sẻ chút xíu cái kinh nghiệm. Tại vì anh đã có làm một cái dự án mà liên quan tới gọi là cái angle compensator này rồi, cho một cái dự án ở Saint-Gobain. Thì cái angle compensator này á, thì hồi nãy mấy đứa có thấy á, cái section cup hồi nãy anh Lâm mình có chia sẻ đó, cái section cup nó có cái loại á, là nó không có cái convolution, nghĩa là nó không có những cái vòng xoắn 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 xoắn. Nên anh Lâm có chia sẻ là cái vòng xoắn xoắn đó mục đích là nó bù trừ cái việc sai số gốc. Thì phần angle compensator này nó cũng có bù trừ cái việc sai số gốc đó, nhưng tuy nhiên hai cái khác nó khác nhau. Cái phần angle compensator này á, thì trong trường hợp mấy đứa xài những cái section cup mà nó dạng nó không có phần convolution đó, nó có những cái vòng xoắn 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 mà anh Lâm anh chia sẻ đó, thì mình có thể dùng cái angle compensator này để mình compensate nó trong trường hợp là mình hút những cái vật mà nó không có phẳng, nó có góc nghiêng. Thì mình sẽ dùng cái angle compensator này để mình bù trừ lại phần đó. Tuy nhiên phải phải nhớ một điều á, là phần compensator, cái angle compensator này nó đã xảy ra một cái issue là như vậy. Giả sử nếu mà cái section cup của mình á, cái section cup của mình mà nó nặng á, nghĩa là cái phần giác hút của mình mà nó nặng á, thì nó có thể trở lại vị trí ban đầu, tại vì cái kết cấu của cái angle compensator này là khớp nối cầu. Đó. Thì nếu mà cái section cup của mình nó nặng á, thì nó sẽ sau khi mình sắt xong nó nghiêng, thì sau khi mình thả vật xuống á, thì cho cái section cup của mình nó nặng thì nó sẽ kéo cái thằng này về ở cái góc độ là vuông góc, thì mình xuống mình sắt được tiếp. Nhưng mà nếu mà cái section cup của mình mà nó nhẹ á, thì sau khi mà nó nghiêng xong rồi nó không trở lại vị trí ban đầu, nó nghiêng xong rồi nó không trở lại vị trí ban đầu, cho nên nó sẽ bị gặp cái tình trạng là giả sử mình sắt cái vật thứ nhất xong mình quay lại mình sắt cái vật thứ hai á, mình hút cái vật thứ hai á, thì nó sẽ có cái tình trạng đó là nó bị nghiêng như vậy và nó sẽ không sắt được. Thì đối với những cái section cup mà nó nhẹ thì để bù trừ cái việc mà sai số gốc này đó, thì anh em nên chọn cái loại mà có nhiều cái convolution như nãy anh Lâm anh chia sẻ ở đầu bài. Thì khi mình chọn cái convolution mà nó có một vòng rưỡi hoặc là ba vòng hoặc là ba vòng rưỡi đó, thì mình sẽ không cần cái angle compensator này nữa nha. Đó, mấy đứa thấy không? Ở phía dưới cái section cup á, cái below là 1.5 đó ha, cái below 1.5 đó thì nó có thể gọi là convolution nữa, hoặc là cái tên ở đây nó gọi là below 1.5 hoặc là below 3.5. thì cái phần below 1.5 và below 3.5 này nó cũng bù trừ cái sai số gốc, và cái angle compensator nó cũng bù trừ cái sai số gốc. Tuy nhiên nếu mà cái section cup này mà nó nhẹ thì nó cái angle compensator, cái khớp cầu đó, nó không trở lại về vị trí thẳng đứng nữa, cho nên là xin sắt cái vật thứ nhất xong nó bị nghiêng, nó quay lại nó sắt cái vật thứ hai nó sắt không được. Đó, thì mấy đứa phải nhớ cái điều này nha. Rồi. À. Thì nếu mà trong trường hợp mà nó không cái sức cấp mình nó nhẹ thì mình chọn cái loại mà below 1.5 hoặc là below 3.5 để nó bù trừ cái việc mà cái góc nghiêng của cái vật thể mình hút á ha, mình chọn cái loại này thay vì mình chọn cái angle compensator. Ok, nếu mình chọn cái below 1.5 hoặc là below 3.5 này rồi thì mình không cần gắn thêm cái angle compensator nữa. Rồi. Dạ vâng. À, còn phần cuối cùng thì mình sẽ có một cái section cup insert. Cái này thì nó giống như một cái lọc, thì mình sẽ chỉ khi mà mình chọn cái section cup insert này, mục đích là mình sẽ nhét vào trong họng của cái giác hút này để mà nó ứng dụng trong các cái trường hợp như mình dùng trong nhà máy điện tử hay là nhà máy thực phẩm ấy, thì có những cái vụn linh kiện điện tử này hay là vụn thực phẩm ấy, thì nó sẽ chặn lại và nó sẽ không để cho những cái vụn đấy đi theo luồng khí nén và đi vào bên trong thiết bị. Đây, section cup insert nó giống như một cái mình sẽ để lọc ở phía đầu vào của cái giác hút. Phần này thì các bạn có câu hỏi gì không nhỉ? Ồ, anh ơi, cái lọc ở cái phần cuối với lại cái chỗ cái filter á anh. Ừ. Anh đây cho em đúng coi không? Lại chỗ cái filter đi anh. Filter à? Đây. Dạ. Yeah. Ồ, cái này nó cũng là một dạng lọc luôn đi. Ừ, đúng rồi, đây là một cái dạng filter. Ở đây lọc thì cho đây mình nhìn thấy cái chất lọc cho các hạt có kích cỡ lớn hơn 10 nm đúng không? Yeah. 10 micron. Ok, anh chia sẻ tại sao thằng Hải hỏi câu này, tại vì nó nói ở phía trên cũng là cái filter, ở dưới cũng là cái filter. Thì hai cái này nó khác nhau nha Hải.
Ông đưa vô cái phần section cấp set đi, cái hai comment center đi, cái phần hai comment 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 center ở em đích chưa đó. Ê, xuống nữa sorry, xuống chỗ cái phần mà section cấp holder đó. Holder. Rồi xuống cái nữa, cái series á, cái series. À đây đây đây. Rồi thì anh request control chút xíu. Thì cái section cấp insert này nó là nó insert ở phía trong đây, có nghĩa là nó cái những cái vật thể lạ nó chưa được, nó chưa đi qua cái section cấp nha. Còn cái filter nó nằm ở đây, cái filter nó nằm ở đây là nó đi qua cái section cấp rồi nó mới đi tới cái filter. Hai cái nó khác nhau, cái này cho cái bụi mịn, còn cái này cho những cái bụi lớn mà nó đi vô trong đây nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nghĩa là cái này là trước khi, nghĩa là khi mà đi vô tới cái session cấp đó, nó đã bị cái bộ cái filter này nó giữ lại rồi nha. Còn cái filter editor này nó nằm ở sau cái session cấp, nó nằm sau session cấp, nghĩa là cái bụi mịn đó là nó khi mà nó lớn hơn micron nó có thể đi vô cái session cấp này, nhưng mà nó tới cái bộ filter này, nó giữ lại. Thì khi mà nó giữ lại vậy nó thật sẽ không có đi vô, nó không đi vô cái vacuum generator của mình. Rồi chỗ này Hải hiểu chưa? Em hiểu rồi. Okay. Mọi người có câu hỏi gì nữa không về phần này nhỉ? Dạ không, thì mình sẽ, nếu không thì mình sẽ chọn một cái session cấp mà phần mềm đề xuất đây nhé. Mình sẽ chọn size 10 đi. Đó. Đây là session cấp size 10 này. Có session cấp holder là HD này. Loại CK là loại kết nối inner đúng không? CK và QS đấy. À, mình chọn mẫu thôi nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với phần chọn ống. Cũng giống như phần trước thôi, mình sẽ có cái phần lọc ở đây. Đường kính ống này. Inside calibration hoặc là outside calibration. Màu ống này. Có ứng dụng trong ngành thực phẩm hay không này. Và series của ống. Các series của ống thì mình biết rồi đúng không? Ở đây có một cái là inside calibration và outside calibration. Thì cái inside với cái outside này nó sẽ là cái ví dụ như chúng ta biết là những cái ống mà cả inside cả outside ấy, thì nó sẽ phù hợp với cả việc lắp đặt cho cái kiểu kết nối là QS, cả QS và cả CK. Ở đây thì mình nhìn thấy là ví dụ mình chỉ chọn cái ống nào mà outside thôi thì nó sẽ phù hợp cho những cái kết nối kiểu dạng QS đúng không ạ? Tức là mình sẽ đút cái đường ống vào trong cái fitting QS. Và inside sẽ là cái ống mà phù hợp với các kết nối kiểu CK đúng không ạ? Thì mình sẽ đường ống mình sẽ bao và ôm chọn cái fitting kiểu CK. Phần này trong không có gì đúng không? Thì mình sẽ lựa chọn. Hải với Phúc với Thịnh có hiểu cái vừa anh Long vừa chia sẻ không? Cái phần chọn ống hả? Cái phần inside outside calibration với outside calibration á. Dạ, em nghĩ đó là nãy anh Lâm nói là inside là nó phù hợp cho cái loại CK, còn ESA là phù hợp cho cái loại QS. Thì mấy đứa biết CK với QS là như thế nào? Dạ, cái nó có một loại là một cái đường ống nó bèo cái fitting của mình, còn một cái loại là một cái đường ống này nó nằm ở phía trong. Ừ, có nghĩa là lắp trong với lắp ngoài thôi nhá. Dạ. Đó là hai kiểu lắp, ok. Vậy phần này mình sẽ lựa chọn một cái ống 6 đi nhé. Tiếp phần tiếp theo là mình sẽ lựa chọn series của cái thiết bị tạo chân không, vacuum generator. Mình sẽ có thể chọn số lượng này, áp suất làm việc này, áp suất chân không mong muốn này. Với những cái bộ lọc này, cái đầu tiên ý, nó sẽ là magnetic valve for pressure air.
Thì đây là nó sẽ là cái với một cái vacuum generator ấy, thì mình có thể chọn là nó có cái chức năng magnetic valve này không. Thì như ta nhìn thấy đây là nó sẽ có hai kiểu. À, nó cái chức năng của này nó sẽ là cái vacuum generation ấy, nó sẽ được điều khiển thông qua một cái van solenoid. Tức là mình phải đóng mở cái van đấy thì nó mới cho phép cái luồng khí chân không hút vật thể của mình, đúng không ạ? Tiếp theo là cái ejector purge. Cái này thì nó có hai kiểu. Cái ứng dụng của cái ejector này thì để là khi mà mình hút vật ấy, khi mà mình không còn tạo chân không nữa mà vật nó vẫn bị mắc ở cái giác hút ấy, thì mình sẽ có cái ejector này, nó sẽ có chức năng là mình sẽ đẩy cái vật xuống. Thì có hai kiểu, là một kiểu là dùng điện, dùng một cái van điện để ống mở luồng khí để đẩy cái vật xuống. Và thứ hai là dùng mechanical automatic. Thì cái mechanical automatic này nó sẽ có tác dụng là trong quá trình mà mình tạo ra một cái luồng khí chân không ấy, thì đồng thời lúc đấy nó sẽ tích một cái luồng khí và trong một cái mình gọi là một cái bình nhỏ đi, nó sẽ nén lại vào trong đấy. Và khi mà mình ngắt cái luồng khí hút ấy, thì cái luồng khí trong này nó sẽ thổi ra và đẩy cái vật thể của mình xuống. Rồi, em nói thêm chỗ này một xíu nè, anh Lâm anh có giải thích rồi nhưng mà anh sợ nhiều khi mấy đứa không có chưa có làm, mấy đứa sẽ không có hiểu được cái này nha. Thì anh Lâm anh có nói là cái việc cái ejector này là như vậy, có nghĩa là mấy đứa để ý á, giả sử như mấy đứa hút những cái vật mà vật nhẹ, giả sử như giấy hay ni lông gì đó, thì giả sử những cái vật nặng, giả sử như 1-2 kg, nhiều khi mình không có tạo ra cái lực hút thì mình chỉ cần ngừng cấp cái lực hút là tự động cái trọng lượng của vật đó nó lớn, nó đủ để cho cái vật đó tự động nó rớt xuống. Tuy nhiên những cái vật nhẹ như giấy hoặc là bao ni lông hoặc là những cái vật mà nó nhẹ, nó có vài gram rồi đó, mình hút nó rồi nha, nhưng mà giả sử mình cắt cái nguồn khí âm đi, nó vẫn không rớt xuống, để nó nhẹ quá, nó có cái độ dính với giữa cái sắt thần cấp với cái vật đó, nó không rớt xuống được. Thì lúc này mình phải cần một cái luồng khí dương để mình đẩy cho cái vật nó rớt xuống đó. Thì đó là cái việc mà mình cần phải cái chọn cái ejector trong trường hợp này nha. Đối với những cái vật mà nhẹ thôi, còn đối với những cái vật nặng thì không cần chọn cái chức năng ejector này, tại vì nó cái trọng lượng nó đủ để cho nó rớt xuống rồi nha. Nó sẽ như 3-4 kg thì mình ngừng hút là tự động rớt xuống rồi, chứ không cần phải đẩy ra đâu. Nhưng mà trong trường hợp mà mình cần tác động nhanh, không phải là ngừng hút xong vừa đẩy ra luôn, thì mình để mình chạy qua mình bích cái vật mình nhấc cái vật khác ấy, thì bắt buộc mình cũng phải sử dụng ejector này. Và cái lời khuyên của anh là mình nên chọn cái ejector này nha, tại vì nó không có cái tiền nó không có cao hơn so với cái loại mà không có ejector nha. Rồi đó. Đó, vậy mình sẽ đến tiếp phần tiếp theo là phần air saving. Cái này thì nó sẽ là cái chức năng mà khi mà mình tạo được cái áp suất chân không tự mong muốn rồi ấy, thì cái thiết bị của mình nó sẽ tự động ngắt và nó sẽ không tạo chân không nữa, bởi vì khi đấy nó kín đó, và áp suất chân không nó sẽ giữ vững ở đấy, để mục đích là nó sẽ tiết kiệm cái luồng khí đầu vào của mình. Chỗ này mọi người có hiểu không nhỉ? Mấy đứa có hiểu chỗ này không? Ý là nó là một dạng kiểu như sao đây? Dư trì khí hả? Đơn giản, nếu quay lại cái phần đầu anh Long mà giải thích rất là rõ thì mấy đứa có nguyên lý hoạt động của cái vacuum generator đó. Có nghĩa là cái nguyên lý hoạt động của nó là theo nguyên tắc là Bernoulli, có nghĩa là khi mình thổi từ từ cái đầu số 1 qua cái đầu số 2 thì cái đầu số 3 nó sẽ tạo ra cái áp suất chênh lệch để nó hút vật. Nhưng mà khi mà mấy đứa hút vật rồi nó kín rồi đó thì mấy đứa không cần thổi nữa, tại vì khi mà thổi ra thì nó rất là tốn khí nha. Thì lúc đó thì nó đã kín rồi thì mình sẽ đóng ngắt cái này lại luôn và nó sẽ vẫn giữ vật và cần cho đó. Mình không cần phải 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 thổi ra để tạo ra cái lực hút nữa, tại vì khi nó kín rồi nó không có rò rỉ.
nó chỉ rớt, nó chỉ, cái vật nó chỉ rớt khi mà nó bị leak thôi, nó bị rò rỉ thôi. Vâng, đấy chính là cái ứng dụng tiết kiệm nguồn khí nén của mình trong một cái vacuum generator của mình. Tiếp tới là cái phần non return valve. Cái này thì mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Khí thì cho phép đi từ đầu chiều này sang chiều kia và có một cái lò xo đẩy để ngăn đi ngược chiều lại đúng không? Cái này rồi, cơ bản. Cái này anh hỏi luôn đây. Phúc giải thích cho anh đây cái check valve nãy anh Lâm vẫn vừa giới thiệu đó. Nó gọi là cái check valve đó, hoặc là van một chiều đó. Non return valve là van một chiều, hoặc là tiếng Anh nó có thể là gọi là check valve. Thì theo anh Phúc á, thì cái trong trường hợp này nếu mình đường khí mình cấp vào á thì nó chỉ đi theo cái hướng nào? Đi theo cái hướng từ dưới lên trên hay từ trên dưới? Phúc trả lời cho anh câu này coi. Cái check valve với cái viên bi với cái lò xo đó, theo em á, thì khí trong trường hợp này nó chỉ có thể đi một chiều thôi, nhưng mà theo chiều nào, từ dưới lên trên hay là từ trên dưới? Dạ em nghĩ là từ trên xuống dưới. Khí chỉ đi một chiều từ trên dưới thôi hả? Dạ. Không phải, không phải sai ha. Khí nó đi từ trên dưới sao được em? Nó bị viên bi nó trắng ngay cái lỗ rồi, lấy gì nó đi ra được nữa mà nó đi từ trên dưới. Nó chỉ có đi từ dưới lên trên thôi, cái lực đó là cái lực cái áp suất của khí nó phải thắng cái lực của lò xo để khí nó đi từ dưới nó đi lên trên. Nó chỉ có một được có một cái chiều lò xo một chiều nó đẩy ngược cái lò xo để đi vô thôi, chứ có nó đâu thể nào đi ra được cái đường đó được. À, nó chỉ có đi từ dưới lên trên thôi, còn đi trên dưới không được. Để đi trên đến dưới bây giờ em thử đây. À, để một cái phễu để viên bi xem chế nước từ trên xuống nước từ nó đâu thể nào nó đi xuống dưới được, trừ khi mà em ở phía dưới em có một cái áp suất nước nó lớn hơn cái trọng lượng của viên bi thì nó mới đẩy viên bi lên nó đi vô thôi. Chứ còn bây giờ em đẩy viên bi nó đâu có thọt ra được cái lỗ đó để nó chảy nước xuống đâu, hiểu không? Ok chưa Phúc? Mọi người hiểu cái phần mà anh Duy vừa chia sẻ chưa? Nó cũng rồi, cơ bản thôi đúng rồi. Không? Chỉ là một cái ký hiệu này mình nhìn thấy cơ bản nó, cái ứng dụng của nó rồi đúng không? Tiếp theo tới phần silencer thôi. Cái này thì hầu như các thiết bị của Festo đều có một cái gen chờ để mình có thể lắp đặt silencer hoặc là không. Filter, thiết bị vacuum generator thì cũng có thể chọn cái series mà trong đó thì họ đã có cái filter rồi. Giống như cái Saxon Cup Holder vừa nãy đúng không? Mình cũng vacuum generator thì mình cũng có thể chọn filter. Lâm, em quay lại cái phần cái file slide của em nãy mà ở cái phần mà mình nói về cái nguyên lý hoạt động của cái vacuum generator đi. Quay lại cái slide của em ở dưới. Ừ. Cái chỗ nào mà nó nói về cái vacuum generator. Đó. Thì ở chỗ này mấy đứa thấy ha, khí nó thổi từ cái cổng số A đi ra cổng số C và nó tạo ra cái lực hút ở cổng D. Thì cái chỗ nào mình cần phải gắn silencer trong trường hợp này? Cái chỗ mình cần gắn silencer là ở ngay cái vị trí cái cổng A, cổng C này nè. Tại khí nó thổi từ cổng A và cổng C thì nếu mà không có silencer đây nó sẽ rất là ồn, cho nên bắt buộc phải gắn silencer ở ngay vị trí C này để cho nó giảm âm nha. Rồi, ok. Tiếp đến với phần các series của vacuum generator thì mình sẽ có các series như là OVM, VN, VAK, VAD. Giờ thì hình như cái VAD này của bên Festo mình thì cũng ngừng rồi đúng không anh Duy ạ? Cái này nó không biết là ngừng hay chưa, nó không biết. À, hỏi anh Tiến thôi coi. Tiến, cái này ngừng chưa Tiến? Đang phải out rồi và chuyển sang cái... Là mình né. Tiến của em hơi nhỏ Tiến ơi, như cái tiếng của em nó hơi nhỏ. Nó cũng hay fail rồi mọi người, cho nên là nếu mình chọn thì mình né nó ra. Ok. Thì hiện tại thì cũng chỉ có một số cái model như là OVL, OVM hay là VN. Đấy, thì hiện tại trên trong web của Festo đang đề xuất một số cái model này. Lát mình sẽ tới mình sẽ chia sẻ về cái so sánh những các model này sau. Ở đây mình sẽ cho phép mình chọn cái series của vacuum generator. Tiếp theo sẽ là
vacuum connection thì cái này biết rồi đúng không? Cái này sẽ là kết nối tới các kết nối đầu ra để cấp khí âm tới những cái rắc hút. Đây là loại kiểu kết nối cho khí nén đầu vào. Mình có thể chọn kiểu gen hay là kiểu kết nối QS, CK gì đấy ứng luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quay lại cho cái phần compressed air supply đi, em vô cái phần reference đó. Thì ở đây mấy đứa thấy ở đây nó có QS6, có nghĩa là trong trường hợp này người ta gắn sẵn cho mình luôn cái fitting là có đường kính ngoài cho gắn cái ống là ống 6 luôn. Còn trong trường hợp mấy đứa chọn NBT hoặc là Ranger đó ha, thì có nghĩa đây là nó chỉ có lỗ rang thôi, mình phải chờ phải gắn thêm cái fitting vô đó. Còn khi mình chọn QS6 là tự động là mình có thể gắn ống 6 vô đó được luôn được rồi nha. Ok. Dạ. Yeah. À, tiếp theo thì là sẽ là phần output, tức là trên cái vacuum generator đấy thì họ sẽ tích hợp cho mình những cái đầu ra, có thể là PNP, NPN, hoặc là đầu ra tương tự như là điện áp, như là dòng, để mình có thể là giám sát nó đúng không? Tiếp theo là phần threshold comparator. Chai chán khác già cả ở đâu thèm sai. Biết rồi, già cả ở đâu thèm chai chén, chai trẻ khác không? À, anh kiếm là gì anh? Anh tiếng anh nói với mấy anh trong phòng, anh ngắt cái anh mưu anh rồi nha. Vâng vâng. Anh chạy xe trong phòng cho nên anh tiếng anh nói với mấy anh đó và anh quên mưu cái microphone. Vâng vâng. Sorry mọi người. Dạ, ở đây thì cái này cái gì người ta gọi sẽ là một cái gọi là cái ngưỡng. Trong nhiều thiết bị của mình ấy, ví dụ như mình ví dụ như mình có một cái thiết bị khí nén đi, anh lấy ví dụ nhá. Mình có một cái thiết bị khí nén mà mình một cái thiết bị cảm biến áp suất, mình cài đặt là khi mà nó bằng 53 thì nó sẽ on, dưới 53 thì nó off đúng không ạ? Nhưng mà khí nén của mình là sẽ không bao giờ đứng yên một vị trí mà nó sẽ dao động. Giả sử nó cứ dao động 4.9, 5.1 thì nó cứ on off liên tục đúng không? Giả sử trong trường hợp mình cài đặt 53 ấy, mà nó cứ khí nén nó cứ dao động quanh đấy, nó sẽ làm cho cái tiếp điểm on off liên tục, mà sẽ rất rất gây hại cho thiết bị. Do vậy là hầu như các thiết bị họ sẽ đặt một cái ngưỡng dao động mình để cho nó có thể dao động quanh cái vị trí điểm đặt của mình mà nó không ảnh hưởng tới cái đầu ra. Thì ở đây có một số những cái đối với cái thiết bị vacuum generator của mình thì nó có một số cái phương pháp như có ba cái phương pháp này. Một là cái đầu tiên ý, thì mình sẽ cài đặt hai điểm tip point 1 và tip point 2. Thì cái điểm set point của mình nó sẽ bằng tip point 1 cộng tip point 2 chia đôi. Và nó sẽ hoạt động như nào? Khi mà mình cần cái set point, anh lấy ví dụ mình cần set point bằng 4 đi. Thì mình sẽ cài đặt và cho mình cái ngưỡng hoạt động của nó là khoảng độ 1 3 đi. Thì mình sẽ cài đặt là tip point 1 bằng 3. Cái này bằng 4 thì cái này sẽ phải bằng 5 đúng không ạ? Thì mình sẽ set tip point 1 bằng 3, tip point 2 bằng 5. Thì cái tự động cái set point của mình sẽ được bằng 4. Dựa vào cái biểu đồ này thì mình thấy ngay là khi mà áp suất đạt 43 đó, thì khi đó output nó mới raise lên 1 này. Và lớn hơn 43 chắc chắn nó vẫn raise lên 1 đúng không ạ? Mà khi mà nhỏ hơn 43 thì nó vẫn chưa off ngay, mà nó phải đến cái địa điểm 33 là cái tip point 1 mình set thì nó mới off. Thì cái ngưỡng này nó cho phép là khi mà áp suất đạt đến 43 thì nó có quyền được phép dao động quanh cái điểm 43 này mà nó không gây ảnh hưởng thì cái output này. Nếu mà mình cần chúng đặt anh giải thích chút xíu nha, tại vì anh Lâm ảnh là đưa ra ví dụ cho mấy đứa, nhưng mà ở đây trường hợp này là mình đang sử dụng là vacuum, thì áp suất ở đây là không phải là áp suất dương. Anh Lâm anh nói ví dụ thôi, mấy đứa đừng có hiểu sai vấn đề ha. Áp suất đây là sẽ là áp suất âm. Cho nên áp suất mình cài đặt ở đây á, áp suất âm thì là maximum chỉ nó chỉ có là âm 1.3 thôi. Cho nên áp suất ở đây thì có thể mình xét là nãy như anh Lâm nói đây thì anh mấy đứa có thể hiểu là âm 0.43 hoặc là âm 0.3 hoặc là âm 0.53.
nha. Thì cái vị trí setboard đây nó làm cái gì thì nãy năm mình đã giải thích rồi đó. Okay, bây giờ em nói qua áp suất âm luôn đi Lâm, tại vì này trong đang trong vacuum mà em nói sợ tụi nó confuse. Vâng. Cái này nãy xin lỗi, nãy mình chỉ dùng cái ví dụ để mình mô tả cho cái việc nguyên lý hoạt động của cái threshold comparator này thôi. Thì ở đây thì mình cũng tương tự như thế, thì mình cũng chọn là áp suất âm tương ứng. Thì nó có cái ba cái version để mình chọn. Thì mình sẽ phụ thuộc vào tài liệu của thiết bị. Khi thiết bị nó là loại nào thì mình sẽ cài đặt tương ứng nhé. Đối với thiết bị mà loại mà nó chỉ dùng kiểu này thì mình chỉ cần cài đặt cái tip point thôi. Một tip point và cái set point nó tự động sẽ bằng cái tip point nhân với 0.65. 65% của cái tip point. Hoặc là cũng có thiết bị họ quy định là set point sẽ bằng tip point 2 và tip point 1 sẽ là cái ngưỡng cho phép mình dao động. Cái này sẽ tùy thuộc vào code của thiết bị và trong tài liệu họ sẽ đưa ra những cái sơ đồ cài đặt ngưỡng tương ứng cho mình. Anh Athenius, nghĩa là tại sao mấy đứa cần phải set cái tip point này? Lâm anh quay lại cái phần cái slide của em nãy chỗ cái vacuum cái vacuum generator. Slide đúng không ạ? Cái slide hồi nãy em vừa mới sâu á, cái hình nãy cái vacuum generator. Đó. Thì mấy đứa biết đó, khi mà áp suất mở đạt là âm 1 pa thì cái lực hút ở đây là sẽ là lớn nhất nha. Thì thường thì áp suất trong những cái chức năng của cái vacuum ấy, thường người ta để cái áp suất thường sử dụng nhất là âm 0.73. thì khi mà áp suất âm 0.73 thì nó sẽ tạo ra cái lực hút là bao nhiêu thì ta sẽ quy định nó ở đây. Thì mình cần phải xét cái void đấy để làm chi. Giả sử như trong trường hợp mà mình muốn đạt cái áp suất mà âm 0.73 thì nó mới hút được cái vật là 10 kg chẳng hạn. Nhưng mà trong trường hợp áp suất của mình bây giờ tự động tự nhiên nó rớt xuống nó không còn âm 0.73 mà nó còn âm 0.63, thì đó nó đâu có đủ lực để nó hút cái vật 10 kg đâu. Giả sử mà nói cái vật cái áp suất 0.73 nó không biết hút được cái vật 10 kg đi, thì nhưng mà lỡ mà nó rớt xuống áp suất là 0.63 mà mình muốn chạy đi qua mình cái vị trí kia mình hút vật thì sẽ trường hợp là đang trong quá trình di chuyển thì cái vật tự động nó rớt xuống, cho nên mình phải xét cái đó để nó gửi feedback về VOC để cho biết là cái áp suất âm của mình đã đạt chưa trước khi mình hút vật. Chứ nếu mà cái áp suất âm mình nó chưa đạt 0.73 mình chạy qua mình hút là trên quá trình mình di chuyển về vị trí A sang vị trí B nó rớt cái vật xuống sao? Cho nên mình phải xét cái boy để mình có feedback về VOC để mình biết là cái áp suất âm nó đủ lực để hút cái vật hay chưa nha. Cái đó là lý do cơ bản để mình xét để nó gửi feedback tín hiệu về VOC coi áp suất âm đã đủ lực hút cái vật hay chưa nha. Thì cái cơ bản là như vậy. Còn cái việc mà set up để gửi feedback tín hiệu thì hồi nãy Lâm đã giới thiệu với mấy đứa rồi nha. Còn cái cơ bản ở đây mình cần phải set để có tín hiệu feedback để đảm bảo là cái lực hút của mình tạo ra đủ lực để nâng cái vật đi mà đảm bảo là không rớt trong quá trình di chuyển. Ok. Rồi, em bổ sung thêm một chút nữa về cái ngưỡng trong cái trường hợp mà anh Duy vừa ví dụ đấy. Thì giả sử nhá, trong cái trường hợp mà áp suất là âm 0.73 thì nó thu hút được vật và từ âm 0.653 trở lên là nó đã hút được vật rồi. Thì mình muốn cài đặt cái áp suất là âm 0.73 đúng không? Thì khi mà đặt áp suất âm 0.73 thì nó sẽ trả về giá trị cho PLC là đã đủ áp suất. Và trong trường hợp mà nó bị rớt áp suất xuống âm 0.69 đúng không? Nhưng mà nó vẫn nằm trong ngưỡng mà hút được vật. Đó, thì nó vẫn sẽ không trả về giá trị off về PLC mà nó vẫn trả giá trị on. Là cái ngưỡng mà mình đã cài đặt đấy. Thì mình cho phép là cái ngưỡng đấy là bằng âm 0.5 đúng không ạ? Thì nó sẽ dao động quanh cái ngưỡng đấy. Để mà vẫn gửi tín hiệu đúng về phía PLC. Ok. Đây, và phần cuối cùng là display thôi. Thì cái này mình sẽ chọn cái vacuum generator nó có cái phần mặt hiển thị LED ở bên ngoài hay không. Hiển thị những cái thông số mà mình mong muốn thì cái này mình sẽ cài đặt. Mình phải chọn cái con OVM nó có cái chức năng hiển thị cái monitor đó. Thì cái hiển thị chức năng monitor đó thì nó được cái lợi ích gì? Thì nãy giờ mình biết rồi đó. Cái vacuum này mình có thể điều khiển thông qua solenoid valve và mình cũng có thể feedback tín hiệu về BOC bằng cái mình cài đặt cái thread
hồ ha, như anh Long mình vừa giới thiệu. Tuy nhiên giả sử như trong trường hợp mình không có mặt ở cái phòng control room đi, mà mình đi tới ngay cái chỗ cái vị trí mình hút vật đi, thì mình nhìn lên cái đồng hồ này cũng biết là nó có đủ áp hay không. Nghĩa là mình nhìn vô mình biết giả sử mình nó bị xảy ra sự cố mà mình không có mặt ở phòng control room, mình không cần có tín hiệu từ BOC, mà mình nhìn vô cái màn hình này mình cũng đủ biết được cái nguyên nhân nó xảy ra là do cái áp suất nó bị rớt hay là như thế nào đó. Thì cái việc mà có cái monitor, có cái screen như vậy thì nó sẽ giúp ích cho cái việc là mình flexible, mình có thể đứng ngay tại cái site, mình biết được nguyên nhân nó xảy ra là như thế nào, chứ mình không cần phải có mặt ở phòng control room để coi cái tín hiệu từ BOC hoặc là từ cái HMI ở trong cái phòng control room. Mình có thể nhìn trực tiếp ở đây để mình biết được cái nguyên nhân xảy ra là như thế nào. Thì đó là cái benefit khi mình có cái màn hình trên cái Vacuum Generator. Đó. Ở đây thì phần mềm sẽ đề xuất cho mình những cái vacuum generator phù hợp để mình lựa chọn. Với mỗi cái vacuum generator thì nó đều có một cái diagram, mình có thể theo dõi cái diagram này thì nó mục đích như nào. Từ đây mỗi cái vacuum generator mà mình chọn ấy, thì nó sẽ cho biết mình là cái lượng khí tiêu thụ là bao nhiêu khi mà hoạt động ở cái áp suất 63. Suction capacity là như nào. Vacuum, đó thì mình có thể nhìn thấy đây là với cái OVEM 0.5 mà mình đang chọn thì nó sẽ đạt được cái lực hút tối đa khi mà ở áp suất 53. Đấy, mình có thể nhìn được cái biểu đồ hoạt động của các thiết bị này và mức độ gây ra tiếng ồn. Một cái thông tin nữa là đối với các thiết bị tạo chân không, vacuum generator ấy, của mình thì nó sẽ có hai cái thông số mà mình quan tâm là hai vacuum và hai suction. Thì cái này lát nữa mình sẽ giới thiệu về cái này cho các bạn. Hiện tại đây nó chưa có thể hiện ở đây. Lát nữa khi mà đi đến phần so sánh giữa các cái vacuum generator của Pesto thì mình sẽ có một cái thông số mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok. Ở cái phần này thì mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Dạ không anh ạ. Rồi vậy next qua cửa sổ tiếp theo nha. Ok, tới phần này thì mình sẽ bắt đầu lựa chọn cái quỹ đạo vật mà mình đang mong muốn di chuyển và cái bracket mà mình cái bracket nó sẽ là cái mà khối lượng của cái mà mình gắn những cái suction cup lên ấy. Đây anh lấy ví dụ là 1 kg nhá. Và khoảng cách travel là 500 mm. Và đi di chuyển theo trục x. Ở đây hai kiểu. Anh xin lỗi là mình hỏi mấy đứa ngàn câu một xíu. Mấy đứa có biết tại sao mình cần phải ghi cái khối lượng của bracket vô đây không? Phút, Hải hoặc là Thịnh, với đứa nào biết cái này thì có thể mở microphone lên trả lời cho anh câu hỏi này. Tại sao mình cần phải gắn, mình phải bỏ cái khối lượng của bracket vô đây? Thịnh nghĩ thì nó liên quan tới cái trọng lực đó anh. Ví dụ nếu nó phải có khối lượng để khi mà mình tính toán ra là mình biết nó nặng bao nhiêu để mình chọn cái áp suất để mình hút lên cho nó phù hợp không? Đâu có đâu, cái bracket này là để em gắn cái suction cup lên mà, liên quan gì tới cái việc mà em hút đó. Cái bracket này để em gắn cái suction cup lên để em hút cái vật nha. Ủa cái bracket này là cái vật hay là cái gì anh? Đấy là cái object để mà hút lên hay là cái gì anh? Bây giờ anh nói lại nha. Bây giờ em cần giả sử em hút một. Không biết cái độ. Để anh giải thích trước. Bây giờ giả sử em cần hút một cái vật có khối lượng là 1 kg đi, thì em cần phải gắn cái suction cup với suction cup holder để em hút cái vật đó. Thì cái mà em cần cái bracket này là cái để em mounting, em gắn cái suction cup lên để em đi xuống em bớt hút cái vật.
hiểu chưa, nó không liên quan gì tới khối lượng của cái vật hết, cái vật em cần xác hết, cái vật em 1 kg thì nó vẫn là 1 kg, nhưng mà giờ anh phải có cái certificate cấp holder, nhưng cái certificate cấp holder nó gắn lên cái gì để em đi xuống em hút vật, nó phải gắn lên một cái miếng bracket, rồi cái miếng bracket nó sẽ gắn lên một cái hệ trục, giả sử như hệ trục XYZ, để cái hệ trục cái trục Z khi mà đi xuống á thì nó phải gắn lên cái bracket, nó phải gắn lên cái trục Z, rồi cái certificate cấp nó phải gắn lên cái bracket đó thì nó mới xuống hút cái vật của em đi lên được chứ. Trên cái bracket này nó không liên quan tới cái vật em cần hút hết. Nhưng mà tại sao mình phải gắn, mình phải key in cái khối lượng của cái bracket này vô trong đây để mình ra khối lượng tổng. Tại khối lượng tổng này bây giờ nó bao gồm là khối lượng của bracket nè, khối lượng của section cup nè, khối lượng của vật nè. Ba cái đó, tại sao mình cần phải biết hết tất cả khối lượng của đó để làm chi? Em chưa nghĩ ra. Phúc, trả lời Phúc. Nói bật hết rồi. Chắc là liên quan tới moment hả? Moment của gì? Moment của gì Phúc? Cái van cơm nó di chuyển thì cái khối lượng của cái racket cũng kiểu như nó không có ảnh hưởng tới cái gì, cái dao động mà dao động của cái gì, dao động của cái bàn cơm vậy, dao động của bàn cơm mà đúng rồi đó. Nhưng mà như vậy nè, nghĩa là tổng cái khối lượng của cái này nó sẽ ảnh hưởng lên cái gì, nó ảnh hưởng lên cái hệ trục của em đúng không? Giả sử như cái bracket mà nặng 10 kg với cái bracket nó nặng 1 kg nó sẽ khác nhau. Giả sử như cái hệ trục di chuyển của em là hệ trục Y và Z đi, thì khi mà em mua một cái đầu hút, ở đây là cái đầu hút này nó bao gồm là cái bracket là cái section cup nè và cái hút vis đúng không? Để em gắn lên để em dùng cái trục Z em đi xuống để em hút nó lên. Thì khi mà nó di chuyển từ cái A và cái B á, thì khối lượng của cái nguyên một cái đống này nó sẽ ảnh hưởng lên cái hệ trục điện của em, hệ trục di chuyển của em. Thì khi giả sử như em moving một cái vật mà nó 10 kg với một tốc độ là giả sử như nói là 5 m nha chẳng hạn, mà em dừng một cái thì có phải là cái gia tốc nó rất là lớn không? Nó có thể làm rớt cái vật của em không? Đúng không? Cho nên em cần phải có cái khối lượng của con này để em tính ngược lại cái hệ trục của em. Coi là với cái tốc độ đó thì khi mà nó dừng có bị rớt vật, nó có bị cái gia tốc nó làm rớt hay không? Để những cái chi tiết này để anh chị, để em tính ngược lại khi mà em chọn cái hệ trục XYZ của em để em nhất vật. Ok không? Ok chưa mấy đứa? Nguyên cái đống nè, em cần phải biết hết tất cả khối lượng để em tính toán lại cái hệ trục điện để em gắn cái phần hút này lên. Nha, nếu không có khối lượng của con này thì em không thể nào tính được cái hệ trục điện của em hết. Giả sử em chọn cái hệ trục điện XYZ để em nhất vật từ vị trí A tới vị trí B đi, thì em cần phải biết cái khối lượng của nhân này chứ. Nếu em không biết khối lượng của mấy này, sao em tính được cái hệ trục điện của em là trục Z là nó cần phải cái size bao nhiêu để nó nhất cái vật này lên nha. Rồi lát anh Lâm anh sẽ đi tới phần đó, mấy đứa sẽ thấy nha. Không biết là Lâm nó có sâu cái phần đó lên hay không, nghĩa là khi mà mình sẽ simulation cái khi mà mình gắn lên trục điện nó chạy như thế nào. Ok. Dạ, vâng, đây thì em sẽ ở đây có một phần là di ngoài về cái di chuyển tuyến tính thì nó cũng có di chuyển quay nữa. Thì ở đây mình đang lấy ví dụ về di chuyển tuyến tính. Còn cái di chuyển quay thì các bạn sẽ khi nào sẽ thử làm và có câu hỏi gì thì mình sẽ hỏi đáp nhé. Trước đây thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể trước. Đến tiếp theo là mình sẽ lựa chọn cái hệ driver, có thể là bằng khí nén hoặc là bằng điện. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ với hệ điều khiển bằng khí nén trước. Ở đây thì cho phép mình lựa chọn xi lanh khí nén này, áp suất làm việc này, moving mass. Ở đây nó có cái này nó cho phép mình là tính toán. Giả sử mình không thích vào đây thì mình có thể chọn được những cái xi lanh với các bo xạ khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình thích vào đây thì hệ thống sẽ tự động chọn cho mình cái xi lanh mà nó đảm bảo được là
cái lực moving này nó sẽ tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 1,3 lần, lớn hơn 20-30% mà đúng không, lớn hơn phải bằng 1,3 lần. Ở đây cả cái hệ của mình như mình vừa tính toán ấy, nó sẽ nặng 1,452 kg, vì nhân với 1,3 lên nó sẽ ra là khoảng 1,7 gì đó. Đó thì nó sẽ chọn cho mình một cái xi lanh có cái lực piston lớn hơn bằng 1,7, tức là 17.000 newton ấy, thì nó sẽ chọn cho mình cái xi lanh bo size 12 luôn. Đấy, phải phần mềm sẽ tự tính toán cho mình xi lanh bo size 12 có cái lực ray ra là 18.000 newton sẽ đáp ứng được cái yêu cầu cho cái khối lượng 1,452 kg này. Còn nếu mà mình không thích vào đây thì mình có thể chọn các xi lanh bo size thứ nữa, size 10 thì nó chỉ có 12 này thôi, size 12 hoặc tức là mình phải chọn từ size 12 trở lên để đáp ứng được rồi, đúng không ạ? Có thể là size 16, ở đây là mình sẽ lấy ví dụ với size 12 nhé. Sub absorber thì mình có thể chọn giảm chấn cho cái chi lanh này. Ở dưới đây thì mình sẽ bắt đầu lựa chọn đến cái thời gian travel. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ với 5 giây nhé. Ở các thông số này thì ở đây có cái hệ số an toàn safety factor. Có ai biết được cái hệ số an toàn này có ý nghĩa gì không? Có ai đã từng nghe thấy chưa? Dạ chưa. Thì cái hệ số an toàn này thì ý nghĩa của nó là ví dụ mình để bằng 2 đúng không? Giả sử như để mình lấy ví dụ thực tế, ví dụ giả sử như mình đặt một cái xi lanh có lực là 10.000 newton nhưng mà mình lại muốn hệ số an toàn bằng 2. Hệ số an toàn tức là cái hệ số mà khi mà một cái sự cố gì xảy ra đối với hệ thống ấy, nó sẽ gây ra một cái lực, một cái ngoại lực tác động lên lên cái vật. Ví dụ nhá, xi lanh đang đẩy một cái vật thể nặng 10 kg đó, nhưng mà vì một cái ngoại lực nào đấy khiến cho nó tăng ma sát và cái vật thể đấy nó bị kẹt cứng gì đấy, lực đẩy không thể đẩy được cái vật thể 10 kg đấy, thì cái hệ số safety factor này bằng 2 này có nghĩa là nó sẽ nhân 2 lên, tức là hệ thống sẽ chọn cho mình một cái xi lanh mà nó có thể đẩy được tối đa là 20 kg nhưng chỉ đẩy cho cái vật thể 10 kg thôi, để phòng trường hợp mà khi có cái một cái ngoại lực nào đấy tác động lên cái vật thể 10 kg đấy làm cho nó lớn, khối lượng lớn hơn này, ma sát lớn hơn này, thì cái xi lanh của mình là vẫn đáp ứng và đẩy được lên tới 20 kg. Đó thì đây là cái ý nghĩa của cái hệ số an toàn. Một ví dụ nữa về điện, như kiểu là ví dụ mình chọn một cái dây điện ấy có chịu được dòng tối đa là 1 ampere, mà ví dụ mình muốn chọn hệ số an toàn là bằng 2 ấy, thì cái dây điện đấy nó phải chịu được tối đa là 2 ampere đó. Okay. Phần này mọi người có câu hỏi gì không? Cái chỗ cái lực này, cái piston force này là không phải là 18.300 newton nha, là 18.3 newton nha mấy đứa. À vâng, 18.3 newton hơn. Cái lực này của mình chỉ là 1,452 kg, nên nó tương đương với 14,52 newton. Thì cái lực này của mình nó là 1,3%, hồi nãy như anh Lâm anh nói thì nó là 18,3 newton hả? Đúng rồi, 18,3 nhé, chứ không phải 18.000 newton nhé. Ok, đây chỉ là sơ đồ, cái này thì mình dễ dàng biết rồi đúng không? Sơ đồ về gia tốc, tốc độ hay là quãng đường. Phần này mọi người có câu hỏi gì không? Dạ không anh. Okay, nếu không thì mình sẽ chuyển sang trang tiếp theo nha. Rồi, từ đây thì bắt đầu phần mềm sẽ tính toán cho mình này. Đối với việc mình di chuyển chỉ theo trục, như vừa nãy mình đang chọn trục x đúng không nhỉ? Trục x. Thì các thành phần lực sẽ bao gồm là lực tiếp tuyến. Lực tiếp tuyến thì gây ra bởi gia tốc đúng không ạ? Thì trong quá trình như xi lanh khi nén đẩy, trong quá trình thì quá trình đầu tiên là quá trình gia tốc đúng không ạ? Sau đó là quá trình
đi đều thì nó sẽ không có gia tốc và lực tuyến lại bằng không, và cuối cùng là quá trình giảm tốc ở cuối hành trình thì nó lại gây ra, nó lại xuất hiện gia tốc đó, và đây sẽ là cái lực tiếp tuyến của mình, lực hướng tâm. Đây là vật di chuyển tuyến tính nên nó không quay, do vậy là lực hướng tâm ở đây sẽ bằng không. Lực theo trục Z, lực theo trục Z thì chính là cái lực gây ra bởi trọng lực của vật, đúng không ạ? Thì mình vừa tính vừa ấy thì vật, cái vật thể này có khối lượng khoảng 2,7 kg thì đây sẽ là cái lực nó gây ra này, khoảng 2,7 newton, 0,27 kg chứ, thì nó sẽ gây ra khoảng 2,7 newton đây, 2,648 newton thì đây. Cái lực này là cái trục Z sẽ là trọng lực. Ok. Trang này thì họ sẽ tính toán cho mình các lực tác động liên hệ của mình thôi. Và đến đây, phần cuối cùng thì hệ thống sẽ tính toán là trong quá trình di chuyển thì những cái thành phần lực hút tạo ra để nâng vật này nó có khi nào quá tải hay không. Thì đến cái phần cửa sổ cuối cùng này thì họ sẽ mô phỏng cho mình. Đây mình sẽ chạy thử nhé. Năm giây đúng không? Đấy, ở đây thì mình đang thấy là ở cuối hành trình cái sơ đồ mà lực cơ bản thì nó vẫn đáp ứng đúng không? 0-60% là đáp ứng này, 60-75% là hơi quá tải thôi, và trên 75% là sẽ là quá tải. Thì đây đến cuối hành trình mình thấy ngay là cái hệ này của mình quá tải, và cái lực gây ra quá tải này nó sẽ là cái lực lateral force, nó sẽ là cái lực bên. Thì cái lực bên này thì theo mọi người nghĩ thì nó sẽ là cái lực gì? Trong quá trình giảm tốc của cuối hành trình nó gây ra một cái lực bên. Thì theo mọi người cái lực bên này là lực gì? Em cũng không biết nữa. Đối với việc dừng đấy, đối với việc mà di chuyển theo trục X này, sau bắt đầu dừng lại này, thì mọi người thấy ngay là nó sẽ có cái lực gì nhỉ? Quán tính đúng không ạ? Giống như mình đang đi đúng không ạ? Giống như mình đang di chuyển, đang đứng trên xe buýt đấy, mà xe buýt nó dừng lại ấy, thì mình sẽ bị quán tính kéo theo đúng không? Lực quán tính kéo theo và xô người về phía trước. Thì đây cũng vậy. Lực bên này chính là cái lực tác dụng vào bên này, phía bên này. Nó sẽ là lực quán tính. Và cái lực quán tính này sẽ khiến cho vật thể của mình có xu hướng nhích về phía trước khi mà đang dừng lại. Và những cái xác xương cấp này nó đã sẽ bị quá tải, và có thể nó sẽ gây ra là khi mà vật nhích mạnh quá, lực bên gây ra mạnh quá, nó sẽ làm rớt vật. Vậy thì có phương pháp nào để mình làm giảm được cái lực bên này? Chút nha. Mình sẽ vẽ lại một chút cái này. Đây là xác xương cấp của mình đúng không ạ? Đây là vật thể. Khi mà mình dừng thì nó sẽ có lực quán tính này đúng không ạ? Và lực quán tính sẽ bằng M nhân A đúng không ạ? A là gia tốc, M là khối lượng. Thì cái này chính là lực bên này. Sẽ gây ra quá tải cho cái hệ xác xương cấp của mình này. Thì mục đích của mình là muốn hệ thống sẽ hoạt động ổn định mà không quá tải đúng không ạ? Thì cái lực bên này phải giảm lực bên đi đúng không? Theo mọi người thì muốn giảm lực bên thì mình sẽ làm như nào? Ở đây lực bên này quá lớn đúng không? Cái lực ma sát nó không đủ để thắng được cái lực bên, và kéo theo là nếu mà cái lực ma sát nó không đủ lớn
thì nó sẽ khiến cho cái vật này này bị trượt, cái vật thể của mình này bị trượt sang ngang, trượt sang theo chiều ngang và thậm chí là có thể bị rớt đúng không? Thì muốn làm giảm cái lực bên, có một cách là mình phải tăng cái lực ma sát, tăng cái lực ma sát giữa các khúc của mình và vật thể đúng không? Yeah. Lực ma sát thì cũng có ép ép ma sát, ép ma sát thì bằng gì? Ép ma sát ra thì có công thức là bằng nu nhân n đúng không? Mọi người có biết công thức về tính lực ma sát chưa? Cái này mình học vật lý thì mình biết đúng không? Dạ biết rồi. Ép ma sát thì bằng nu, nu là hệ số ma sát nhân với n, n là phản lực. Ở đây thì để thắng được cái lực bên này thì mình phải tăng cái lực ma sát lên. Và muốn tăng được ma sát thì dựa vào đây thì mình thấy ngay là mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mình tăng hệ số ma sát đúng không ạ? Tăng hệ số ma sát tức là mình sẽ chọn những cái vật thể có vật liệu, chọn những cái rác hút có vật liệu nào đấy mà nó tăng được cái hệ số ma sát so với cái vật thể của mình. Và phương pháp thứ hai là mình tăng cái phản lực này. Phản lực thì chúng ta biết rồi, phản lực là cái một cái lực vuông góc với bề mặt gây ra bởi một cái lực lực gọi là lực lực chính đúng không? Ví dụ ở đây thì lực hút, chúng ta đang có một cái lực hút hướng như này và vật đúng không? Thì cái phản lực sẽ cân bằng cái lực hút và nó sẽ là phản cái lực này. Đấy, và đây là lực hút này. Đây sẽ là phản lực. Vậy muốn tăng phản lực thì mình sẽ tăng lực hút đúng không? Mà lực hút lại bằng gì? Lực hút lại bằng áp suất nhân với tiết diện đúng không? Đây là công thức về trong tính toán trong liên hệ giữa lực và áp suất trên một đơn vị diện tích đúng không? Thì mình sẽ có lực hút lại bằng áp suất nhân với tiết diện. Áp suất hút là mình đang thì mình vậy là mình có thể tăng áp suất hút hoặc là tăng tiết diện đúng không? Vậy trường đơn giản nhất, thường áp suất hút thì mình sẽ khoảng độ bằng âm 0.73 đổ lên đúng không? Thì cách tốt nhất là mình sẽ tăng tiết diện. Đấy, vậy là giữa đây nhá, mình sẽ có hai cách này, tăng tiết diện của giác hút hoặc là tăng hệ số ma sát. Vậy chúng ta sẽ dựa vào quay lại cái này này. Chúng ta sẽ thử nhá. Quay lại vị trí ban đầu này. Giả sử nhá, mình giả sử thôi. Bây giờ mình chọn vật thể khác nhá, nó có hệ số ma sát là 0.9 đi. Tăng hệ số ma sát lên đúng không ạ? Các cái thông số khác thì mình vẫn giữ nguyên. Vẫn giữ nguyên nhá. Đấy, và bây giờ mình thử chạy nhá, xem là nó đã có thay đổi hay chưa. Đó, mọi người thấy đây là tác dụng của lực bên đã bị giảm rồi đúng không ạ? Bởi vì lực ma sát. Đây lực bên này, lực ma sát thì có chiều ngược lại này. Đấy, bởi vì lực ma sát lớn hơn nó sẽ góp phần triệt tiêu đi cái phần lực bên này đúng không ạ? Vậy tương tự như thế thì mình cũng sẽ tăng cái tiết diện tức là tăng cái tiết diện của giác hút đúng không ạ? Khi tăng tiết diện của giác hút thì sẽ tăng lực hút và sẽ tăng phản lực và làm tăng ma sát. Đấy, cũng tương tự như thế, thay vì mình tăng cái hệ số ma sát đúng không? Vậy mình có thể chọn cái sắc xương cắp nào đấy tiết diện lớn hơn. Đây mình thử chọn sắc xương cắp size 20 nhá. Các thông số khác mình vẫn giữ nguyên nhá, mình không thay đổi. Rồi vào kiểm tra.
À, chúng ta thấy là tác dụng của lực bên thì càng ngày càng nhỏ. Do cái lực ma sát nó càng lớn và nó sẽ triệt tiêu đi cái phần lực quán tính này, đúng không? À, đến với phần cuối cùng thì sau quá trình mình chọn lọc ấy, thì nó sẽ phần mềm sẽ đề xuất cho mình ra những cái list mà mình vừa chọn này, gồm ống 6 này, cái suction cup size 20 này và cái vacuum generator OVM 0.5. Và đây sẽ là list của mình. Và mình có thể export cái list này ra theo file các cái định dạng file khác nhau. Thì về cơ bản thì mình cũng đã đi xong cái phần công cụ vacuum selection của Festo. Thì không biết mọi người có câu hỏi gì thêm về phần này không? Dạ, không anh ạ. Ok, vậy về mình sẽ kết thúc cái phần vacuum selection tool ở đây và thêm một số thông tin chia sẻ về áp suất và về khí nén cũng như là khí hút nhé. Ở đây đây qua slide này thì đây mình cũng một số những công thức liên quan, mình sẽ nốt lại đây cho mọi người. Lực gây ra bởi áp suất trên một đơn vị diện tích, đúng không? F thì bằng P nhân S này, cái này thì mọi người cũng biết rồi. Lực ma sát này, F thì bằng hệ số ma sát nu nhân với phản lực. Đây, lực gây ra bởi gia tốc này, F bằng 1 nhân A, đúng không? Lực hướng tâm này, F bằng 1 mv bình trên R. Tiện đây thì mình có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ thôi. Mọi người biết là trong áp suất ấy thì mình biết những đơn vị nào về áp suất nhỉ? Đơn vị về áp suất hả? Đơn vị về áp suất thì mọi người biết những đơn vị nào? Như là 3E. 3 này đúng rồi. Em thấy mình thường nghe về cái đơn vị đó nhất. Ra thì nó có khá nhiều đơn vị về áp suất như là bar này, pascal đúng không? À. Atmosphere này, torque hoặc là pound trên inch bình phương. Đây, phần tiếp theo đây sẽ là một số những cái thiết bị vacuum generator mà hiện tại Festo đang cung cấp. Thì mình có list ra đây và so sánh như các loại với nhau để mình có thể biết được tính năng ứng dụng của mỗi loại. Tại mình có để đây có 3 loại là OVEL, OVEM và VN. Đây là một bảng so sánh cơ bản thôi nhé. Đây là kích thước của cái ống này. Ống này chính là cái ống mà mình bó hẹp cái tiết diện ấy ở phía một tiết diện vào này, sau đó mình sẽ đi qua một cái ống bó hẹp làm nhỏ tiết diện đi để gây ra giảm áp và tạo ra lực hút đấy. Đây có những cái kích cỡ khác nhau này. Ejector characteristic này. Cái này thì thông thường đối với các thiết bị vacuum generator của Festo thì nó có hai option là hai suction rate và hai vacuum. Thì cái ý nghĩa này như nào thì mình ở đây có một cái sơ đồ thì mình sẽ quan sát cái sơ đồ là mình so sánh giữa hai vacuum và hai suction rate. Hai vacuum là những cái thiết bị mà nó tạo ra được cái áp suất hút lớn chỉ cần với cái áp suất đầu vào tương đối nhỏ. Ví dụ đây chỉ cần đến 3 đến 4 bar thôi. Ở đây mình lấy ví dụ một số loại là OVM nhé. Thì chỉ cần từ 3 đến 4 bar là nó đã tạo ra được cái áp suất hút tối đa rồi. Hai suction rate thì ra 2 suction rate thì nó phải cần đến 6-7 bar thì nó mới ra tạo được cái áp suất hút tối đa. Đấy, tức là hai vacuum là nó sẽ tạo được áp suất hút tối đa rất rất sớm chỉ với áp suất đầu vào tương đối nhỏ. Nhưng hai vacuum thì lại cái áp suất hút tối đa
đạt được thì nó lại cần thời gian rất là lâu. Nhìn vào biểu đồ thời gian của nó thì nó phải cần thời gian đến mấy chục giây. Tức là nó sẽ tạo ra được cái absolute rất là nhanh, với absolute lớn với absolute đầu vào nhỏ, nhưng phải cần thời gian rất là nhanh, rất là lâu. Còn ngược lại thì cái high session rate thì nó tạo được cái absolute hút tối đa khi mà absolute đầu vào phải đạt được, phải cần đến 6 đến 73. Nhưng mà đối với cái loại high session rate thì nó sẽ tạo ra được cái absolute hút này trong thời gian rất là ngắn. Đấy, vậy đây là hai cái điểm khác nhau giữa high vacuum và high session rate. Thì tiếp theo thì các thiết bị này lọc thì sẽ có OVL và OVEM, sẽ có option là mình chọn thêm cái bộ lọc. Những cái chức năng được tích hợp vào electric burn, cái này mọi người biết rồi đúng không? Cái để mà mình thổi khi mà mình ứng dụng mình hút cái vật nhẹ. Low control này, shut vào này, van một chiều đúng không? Lọc khí này, chức năng lọc khí này, tích hợp cảm biến áp suất phía bên trong này, và tích hợp cái bộ transmitter này. Nhưng mà tích muffler open thì cái này là họ viết này thôi, nhưng mà cái này thì chính xác nó là cái đầu xả ấy, để mà mình họ có thể là kết nối đến cái silencer. Rồi, tương tự bên này thì cũng có các chức năng tương tự. Có thêm cái pressure check valve khác với bên này đúng không ạ? Mọi người có biết đến cái pressure switch không? À đâu, mình xin lỗi, pressure check valve thì nó cũng này đâu. Là thì chính là cái one way ấy. Cái một chiều. Là cái này cũng là cái để silencer này. Air saving function này, and return valve này. Vacuum switch. Đây, mọi người có biết đến cái vacuum switch hay là cái pressure switch không? Dạ. Không luôn. Cái này thì nó là một cái switch cơ bản thôi. Vacuum switch thì nó sẽ là cái mà mình cài đặt. Nó sẽ là một cái công tắc. Ví dụ như mình cài đặt lớn hơn âm 0.73 thì nó mới mở. Đó, thì cái pressure switch này nó cho phép là khi mà áp suất âm lớn hơn âm 0.73 thì nó sẽ thắng được cái lò xo hoặc là một cái cơ cấu nào đấy để mở ra cái switch này, và khi mà nhỏ hơn thì nó sẽ không cho phép đi qua. Yeah. Cái này thì mình sẽ thường dùng ứng dụng của nó giống như kiểu là để phát hiện cái rò rỉ. Mình lấy ví dụ với cái pressure switch nhá. Khi mà mình cài đặt pressure switch. Có cái nào xóa nhanh không ta? Đây rồi. Ví dụ trên một đường ống của mình này, mình sẽ đặt một cái pressure switch ở đây nhé. Đó, đây là đến cái actuator này, xi lanh đúng không? Pressure switch này mình đặt là 53 đi. Vậy là khi mà áp suất trên đường ống này phải lớn hơn 53 thì pressure switch này nó mới mở, cho phép đường khí nén qua đây. Ở đây là một cái, giả sử nó là một cái bộ lọc đi. Rõ ràng là mình có thể điều chỉnh áp bộ lọc đây là 53 đúng không? Là khi nén đây có thể là 53, nhưng mà vì một lý do nào đấy trên đây nó bị xì. Đấy, nó sẽ khiến cho áp suất này bị giảm. Dưới 53 vậy là pressure switch này sẽ đóng lại. Nó sẽ ngắt lại và khi nén sẽ dừng ở đây. Mặc dù đầu vào vẫn là 53. Đấy. Tức là hệ thống sẽ không biết là bị xì đúng không? Nhưng mà mình có cái pressure switch ở đây thì nó sẽ biết được là mặc dù cấp 53 nhưng mà cái này không hoạt động. Vậy mình sẽ biết là trên cái vị trí này
nhờ cái pressure switch này mình sẽ biết được là cái khí nén đang bị rò rỉ và bị hao hụt. Thì đây sẽ là cái chức năng của pressure switch mà mình hay dùng. Tương tự với cái pressure switch thì cái vacuum switch cũng có chức năng tương tự. Ok, loại tiếp theo loại VN thì nó cơ bản hơn, nó chỉ có một số cái chức năng nhỏ thôi. Loại này thì là loại khá là rẻ tiền hơn so với hai loại này. Hai loại này nó tích hợp rất nhiều chức năng. Ok, đây là một số cái so sánh cơ bản về cái này thôi. Thì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì cũng kết thúc rồi. Mọi người có còn có câu hỏi hay là thắc mắc gì về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay không? Dạ, chắc là Hồng anh ạ. Thì đối với cái vacuum selection tool vừa rồi ấy, thì mình mới chỉ làm một cái ví dụ thôi nhé. Trong đấy thì nó còn rất nhiều cái option khác, chọn về trục điện này, chọn những cái các cơ cấu khác nhau, các kiểu vận hành khác nhau. Thì mình sẽ có thể là tham khảo tiếp tục, và trong quá trình mà mình nghiên cứu thì nếu có gì thắc mắc hay là khó khăn thì mình cứ liên hệ hỏi đáp, thì anh sẽ giải đáp giúp mọi người nha. Dạ yeah, ok. Dạ yeah, vậy anh sẽ kết thúc hỏi của... cho tiếng hỏi mấy bạn cái này nè. Alo, mọi người nghe không? Vâng vâng anh Tiến ạ. Ừ. Thí dụ bây giờ qua cái buổi mà của Lâm giới thiệu cho mấy bạn về cái chọn vacuum vậy đó. Vậy thì trong trường hợp mà chọn một cái giải pháp vacuum thì mấy bạn cần thông tin đầu vào như thế nào? Mình đang có một thí dụ như mình đang có một cái ứng dụng sử dụng vacuum, thì giờ những cái thông tin mà đầu vào mà bạn cần đi tìm thì giờ tìm những gì?